Viện Nghiên cứu về Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch Hoa Kỳ đã thống kê rằng có khoảng 40 đến 50 triệu người dân bị ảnh hưởng bởi dị ứng. Nếu bạn hay người thân là một trong số đó, bạn sẽ biết điều này sẽ ảnh hưởng đến đời sống bạn như thế nào. Cứ trong 10 người hen suyễn thì có đến 7 người bị hen suyễn do dị ứng. Và những ai bị hen suyễn nguyên nhân từ dị ứng lại càng nguy hiểm hơn. 60 đến 80% các trường hợp này là do bọ de. Xin giới thiệu, sản phẩm được chứng nhận và khuyên dùng bởi Bộ Y tế Việt Nam. Striway Good Night có thể diệt rệp, rận, bọ chét, bọ de, giải trí, giúp phòng chống nguy cơ bệnh tật cho cả gia đình bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng sản phẩm mỗi tuần một lần mỗi khi bạn thay ra, nệm. Rất đơn giản, dễ sử dụng, nhanh chóng, mau khô, tiết kiệm. Và quan trọng hơn là rất hiệu quả và an toàn cho sức khỏe.